Dạ vâng, Thành Trung xin chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Thành Trung. Hiện tại bây giờ Thành Trung đang có mặt tại tỉnh An Giang. Thì cái câu chuyện mà Thành Trung muốn chia sẻ đến với tất cả cô chú anh chị thì bên phía gia đình của nhà vợ của anh chàng thanh niên tên Long hiện tại bây giờ đang sống và làm việc tại Bình Dương. Thì bên phía nhà vợ đã nghi ngờ và tố anh Long này là bán vợ qua bên Campuchia cũng như là sát hại vợ khi mà vợ anh Long bỏ nhà ra đi mà chưa coi như là biết được cái nguyên nhân là con gái mình đi đâu làm gì. Thì bên phía nhà vợ thì cũng đã nhờ những các kênh YouTube đưa tin và có nghi ngờ là Long bán vợ qua bên Campuchia và sát hại vợ. Nhưng mà đến hiện tại bây giờ thì con gái cũng đã tìm về đến nhà và sự việc cũng đang gây rất lùm xùm. Thì Thành Trung cũng đến đây để tìm hiểu và chia sẻ đến với tất cả cô chú anh chị. Thì Thành Trung ngày hôm nay là đến chỗ nhà ba mẹ của Long ở dưới quê nha cô chú anh chị. Thì Thành Trung cũng xin mời tất cả cô chú anh chị chúng ta đi vào nhà để tìm hiểu thực hư cái câu chuyện mà đến bây giờ không dừng lại ở cái chỗ mà hòa thuận với nhau, mà bên phía gia đình của vợ em Long á, thì có những cái câu nói cũng như là cái mà làm trong cộng đồng, làm cho bên Suya rất bức xúc về cái câu chuyện mà mẹ vợ đã tố con rể bán con mình qua bên Campuchia. Thì Thành Trung xin mời tất cả cô chú anh chị chúng ta đi vào trong gia đình để chúng ta tìm hiểu cái câu chuyện thực hư như thế nào nha cô chú anh chị. Thì đây là cái đường đi vào nhà em Long. Thì cái căn nhà cô chú anh chị thì nói chung là nhà ở quê thì cũng đang rất khó khăn, mà ở đây là cái khu trũng cũng làm cái nhà sàn vậy thôi. Thì Thành Trung xin mời tất cả cô chú anh chị chúng ta đi vào phía bên trong nhà nha. Thì nói chung ra anh em đồng nhà lên tới đây, gia đình tôi thì mấy anh hỏi sao thì có sao thì tôi nói vậy. Cái lời nói tôi không dặn một câu, những cái lời tôi nói rồi cộng đồng trên cát ở trên và ngoài nghe tôi nói có đúng hay sai. Từ cái ngày á mà con Điệp mất đất tích á, là bên Suya là cả nghi con tôi giết, hai là liên lạc với đường dây qua Campuchia đó, là chị Suya có mời con tôi qua đó. Mà tôi có bức xúc là một chỗ này, chị Suya tôi á với hai cái thằng kia á, là tôi không biết thằng đó làm cái chức phận gì mà nó lấy khung con tôi. Còn cái thứ hai nữa là cái bữa mà bà điện về, nếu mà như mà Suya cái nóng ai cũng nóng, từ từ mình để coi dò hỏi có thằng này như thế nào, mà bà điện về á là bà nói anh Suya ơi, thằng Long nó bỏ trốn rồi đó, nó là bà nói vậy. Còn cái thằng kia nó điện về nói á, vợ chồng ông lo đi, thằng Long bỏ trốn rồi đó. Nó nếu như thằng Long bỏ trốn thật sự nó đâu bỏ trốn đâu, lên bắt ngang. Tại vì sao? Tại vì cái ông đó đó là ông nói á, mày hồi sáng giờ tao nghe mày ai điện mày nhiều lắm, tao giữ điện thoại này tới chiều rồi á, ông nói mày phải khai, còn không khai tao có phương pháp tao khai, mày tao hỏi mày phải khai. Nó thì thằng nó có nên mà thì nó sợ nó phải chạy lên công an báo nó. Còn cái thứ ba nữa, anh Công Trằng á, anh làm cho bên mặt hai bên đi, làm cho đúng, đừng bên nào hết, tôi không chịu. Tại vì cái bữa mà dắt con dâu tôi về á, có ông về vợ, ông về vợ con Long, bà vợ con Long cả ông Điệp, là anh Công Trằng anh hỏi gì nè, anh hỏi á quýnh cách sao, là con Điệp nói á quýnh 13 lần. Nếu như mà con Điệp cái tướng nó vậy mà thằng con tôi vậy á, quýnh 13 lần con Điệp có sống hay không, có thương tích hay không. Còn cái thứ hai á, anh Công Trằng anh hỏi á quýnh có quýnh gì nữa không, con dâu tôi nói là quýnh bằng cái cọng dây lùng quần đó. Rồi anh Công Trằng hỏi quýnh cách sao, con dâu tôi gặp ngầm nó không biết được trả lời, nó nói sắc thắt cổ. Nếu mà thắt cổ á là phải cũng phải có lần nó. Rồi anh Công Trằng anh hỏi nữa, anh hỏi còn cái thứ gì nữa không, nó quýnh bằng cái dao thái lữ thì trắng cán thì vàng. Rồi anh Công Trằng hỏi gì cái dao có bên lớn á, rồi thằng chồng con quýnh cách sao, nó cũng ngập ngừng. Nó mới nói một hồi nói xiết cổ. Nếu như cắt cổ, nếu như anh Công Trạng anh làm đúng á thì anh phải lỡ coi cái vết thương đó, cắt cổ thì phải có vết chày. Bình thường cái đường thôi, mình đá cái cọng cây hoặc là cái miếng đá nhỏ thôi, nó là mình cũng phải có cái vết thương. Còn này dao cắt cổ mà tại sao mà không có chày, mà anh Công Trạng sao anh không có anh quan sát có hay không. Nó tôi bức xúc đó.
Rồi tiếp tục là như những gì mà đã xảy ra đó, thì những cái lời phát ngôn của phía bên vợ của anh Long á, là chị xui của chú á, thì phát ngôn nói những cái lời nói đó thì chú nhận xét như thế nào? Nói chung ra chị xui tôi nói đó là không đúng, tại vì không đúng như này. Nếu mà chị xui á nghe là cũng đẹp, giả sử như chị xui nghe là đẹp á, giả sử đẹp nói thằng Long á nó bán con vô cái nhà trọ đó, chị xui tôi cũng nghe nó phải, chị xui phải chính xác. Nếu hai bên xui gia muốn hòa thuận hiệp nhau cho hai đứa, nếu mà hai đứa ở thì xui gia nó mừng, còn hai đứa tách rời ra thì mình phải chịu thôi. Có đó đúng lý ra là bữa đó tôi lên trển á là tôi tính không có làm khó bị mình dễ bên xui gia. Hồi đó giờ tôi cũng có lên clip nhiều rồi, hỏi xui gia coi cái clip này đi coi đúng những lời tôi nói không. Tôi rất là bao che bên xui gia, không có hề nói nặng một tiếng nói, không bao giờ nói chỉ xui coi clip này chỉ coi cho kỹ đi rồi những lời tôi nói có không. Tại vì cái bữa đặt lên á là chỉ nói á tôi điện xuống cho chị trước nói chị xui về cầm đẹp rồi có ai điện gì chị chưa, chị xui nói có năm điện rồi, nói rồi tôi có hỏi gành hỏi chừng nào chị đi, bà nói để tôi photo chứng minh hộ khẩu gửi lên trển cho công an nó, mà nếu mà tôi đi là tôi ba tôi thuê cái xe bốn bánh tôi đi. Nó nói chị xui chị đi đường nào, rồi chị xui nói anh đi luôn hay vậy, nó già để tôi thuê xe được tôi lên chạy lên tới số 2 tôi điện anh lên rồi xui ra mình đi, nó già vậy tôi cũng mong. Một hồi thì chị xui điện lại nó nói là cái thằng tài xế xe xỉn rồi, rồi bà chị xui bảo mới đi xe khác, là chị xui nói tôi đặt chuyến xe 9 giờ tôi ở dưới này tôi đi 9 giờ là tôi lên tới cái Bình Dương vậy đó, là tới thằng con tôi là 3:15. Nếu mà chị xui đi 3 giờ cái chuyến xe 9 giờ á cho chị xui trễ lắm, 4 giờ tới, mà tôi lên trển á cỡ 7 giờ sáng rồi tôi ra quán phê tôi ngủ, tôi điện cho anh xui chứ không có điện cho chị xui. Điện cho anh xui một cút đầu không bắt máy, cút hai tôi hỏi tới trên xui anh nói chưa tới nơi còn có 3 cây nữa mới tới. Tôi nói ủa cái sao mà chị xui lên chuyến xe 9 giờ mà còn 3 cây mới tới anh xui, mà cái này 7:30 rồi. Ông nói xe hư nó, mà thì mình cũng nghe đi tại vì mình không thấy, mình cũng nghe anh xui nói nó, rồi cỡ 8 giờ đó tôi không nhớ, tôi mới điện cho anh xui một cái nữa chứ anh xui không điện tôi điện cho anh xui cái nữa. Nó, anh xui ơi bây giờ á chuyện này tôi mời anh với chị với con đẹp xuống ngã ba Đất Khánh xui gia mình để bàn bạc xui gia cho im xui, rồi hỏi con đẹp đầu đuôi xứ sự như ra như thế nào mà con như vậy. Anh xui anh nó hứa tôi nửa tiếng, tôi cũng vẫn chờ tới một tiếng cũng không nghe xui điện luôn, tôi mới điện nữa. Điện thì anh xui nói anh đi công điện, anh một tiếng nữa tôi vẫn chờ một tiếng, nó chờ một tiếng sau á thì tôi điện lại anh xui anh bắt máy, anh nói anh xui bây giờ tôi đang ở trên anh Minh Hải thôi anh chở anh Long lên đi. Tôi có nói gì, tôi nói không lên đó là tôi không lên, bây giờ tôi mời anh xuống ngay ba Đất Khánh, còn mà không qua bên công an. Ông nói ở đây cũng có mấy anh công an, nếu mà có mấy anh công an á anh chuyển lời anh nói giùm tôi, mời mấy anh công an luôn xuống công an cái này, anh muốn hỏi cái gì lời khai Long cái gì tôi đồng ý hết, tôi hẹn anh là tại công an. Nó rồi anh tắt máy, anh mới tắt máy á, rồi á cỡ một tiếng sau tôi không có điện với xui gia luôn. Thằng em tôi bà kẻ em vợ nó bị điện nói trời ơi ông nội ơi xui ông chở ông đẹp về rồi nó, thì thôi nếu mà xui không gặp mình thì chỉ bó tay nó. Rồi tối nữa là tôi ngủ nhà trọ nhỏ cháu, rồi sáng á tôi mới đứt tức tôi mới qua bên phòng trọ bên chỗ hai đứa nở nó, cũng nhờ anh em cộng đồng mạng qua xác minh. Mà những cái tin đồn đãi ra là nó anh không biết á mua á một chỗ 3 triệu đừng lấy lời cái lời khai, cái đó là quá sai. Lúc để em hỏi anh là cái lời đồn mà Hóng Biến bỏ ra 3 triệu để mua nhân chứng là ai nói ra hả? Cái đó là mình nghe ở trong đó người ta nói chứ không thấy hình, không ra hình nói là nghe ở trên clip nói. Dạ không thấy hình trên clip đó của ai có, tại vì mình nghe vậy thôi chứ mình cũng không có đọc cái tội nữa, tại vì mình coi chữ không có gành. Nó cho em hỏi là từ cái khi mà nhận được cái thông tin là thấy bé Điệp á, là anh rồi bên phía nhà xui tức tốc là lên đường luôn hả? Anh hỏi thì em nói thì cái chuyện mà rước bé Điệp gì á là xui gia tôi không lên kịp. Nó là nghe là 11 giờ phía gì đó hay là 1 giờ đó mình không nhớ, tại vì mình mừng có con dâu mình quá mừng đi, mình không nhớ cái giờ phút nào yêu là có được rồi. Nó là nghe những cái lời á cô của Long nói, Diền Long nói, thằng Long nói, cả cái anh cộng đồng luôn. Anh nói là ở bên kia đi 4 người, công an đi dắt lợ chỗ con Điệp ở, bắt con Điệp ra là toàn bệnh là thấy thôi, còn bên tôi là dứt phát từ con tôi tới nhỏ em vợ luôn không thấy. Cái nguyên do gì mà không cho con tôi thấy? Bây giờ giả sử như á bên kia rước con Điệp về rồi tấn công cho thằng Long vô được cái góc chết
nó bây giờ trở về là nó bây giờ kiếm được đẹp không có đó, bằng chứng đâu, tại vì con tôi đâu thấy đâu bằng chứng. Nó bây giờ tôi thắc mắc cái chỗ đó, tại vì sao á mà đúng lý cái bên đó rước đẹp là phải cái nó dắt ra tới mặt long tao kiếm vợ mày được rồi đó, còn mày muốn nói vợ con mày không thì mày nói, còn mấy tao trở về cái đó mới là đúng. Còn này y âm thầm trở ra âm thầm con tôi không thấy luôn, nó nhờ cộng đồng xem xét giùm. À là bên phía đường Nhật Chu Gia thấy bé đẹp nhưng mà không thông báo với anh với Long tới đó để đón bé đẹp. Không, cái ba thằng Long với dì nó với Dượng nó với anh cộng đồng có tới chỗ đó mà trong phòng rước ra là bên đây toàn bộ là không thấy, bên kia chỉ rước về thôi mà là bên mình không thấy ai không ai thấy đẹp hết. À. Vậy từ khi mất tích cho đến tới cái lúc mà tìm được bé đẹp là khoảng bao nhiêu thời gian thưa chú? 20 mấy ngày, mình không nhớ rõ, 20 mấy ngày đó. Dạ, từ 20 mấy ngày đó thì đến khi mà được tìm được bé đẹp thì ở đâu chú biết không? Cái nghe ở Củ Chi đó mà chỗ đó, tại vì hồi đó giờ mình ở dưới này không à, mình không lên đó. Thì nghe thằng con mình á, nếu mà anh em muốn gành hỏi thì hỏi thằng Long á, nó biết nó gành. Tại vì mình ở dưới này không à, đâu có lên đó đâu mà thường biết, nghe nó ở bên công an bên Củ Chi đó mà không biết ở chỗ nào. Dạ, thì chú là cha chồng, khi mà nghe con dâu của mình mất tích thì chú cũng rất là nôn nóng. Bên cạnh đó thì chú và người con của chú là cũng đã ríu rít đi tìm và nhờ cộng đồng để mà san sẻ để tìm được bé Điệp. Khi mà tìm được bé Điệp thì nó lại xảy ra nhiều cái cớ sự tiếp theo đúng không chú? Dạ. Yeah. Rồi cho đến thời điểm bây giờ, thực sự trong lòng của chú là muốn như thế nào, câu chuyện này sẽ ra sao? Thì anh em hỏi thử cho lời, tôi thì cái chuyện này nó sẽ ra chỉ rồi. Bây giờ tôi muốn á là cái tình chỗ Xu Gia mình hòa thuận, cái thứ nhất. Cái thứ hai á, tùy cho hai đứa nhỏ nó ở á, thì Xu Gia á, càng ngày càng nhau, còn mà hai đứa không ở á thì người lớn cũng biết làm sao, giờ cũng bó tay thôi. Nó tôi cũng mong như vậy, mong cái chỗ tình nghĩa Xu Gia mình im xuôi đẹp đẽ, không còn lưu lên nữa. Còn bữa nay á, chỉ có tôi coi có clip của chị rồi, chị nói á, bên đây không lên nữa thì chị có thể một ngày nào chị chắc điểm lên đây, tại vì á tôi cũng muốn không lên lắm chị Xu ơi. Tại vì tôi bức xúc là cái chỗ này, tôi mới nhờ anh em lên clip này. Ở dưới nhà chị á, chị nhờ cộng đồng nào tôi không biết, mà cái con nhỏ mắt kiến đó đầu đuôi cứ sự cái chuyện con tôi với con chị á, con nhỏ nó làm cho biết, mà nó dám xen vô là nó đứng ở sau lưng á, là nó chồm tới nó á, làm đơn thưa cho băng nó xuống đây quỳ gối lại, tự nhiên lên anh đây cũng không chịu. Tôi nói thật với chị Xu á, con nhỏ đó đầu đuôi cứ sự nó chưa biết gì, chỉ là chỉ nghe con đẹp hoặc là chị nói thôi, nó là thứ gì nó tôi cũng thắc mắc. Bữa nay tôi thắc mắc cái câu này á, tôi mới lên thôi, chứ tôi nghe cái clip chị Xu coi á là chị Xu không lên, bên đây không lên là chuyện bỏ hết, tôi đồng ý nó, mà tôi bức xúc cái chỗ đó tôi mới lên thôi. Là ý anh là bảo là bên kia là thưa gia đình nhà mình. Dạ. Là anh có biết là thưa về cái chuyện gì không? Không, tại vì nó nói á, tao làm đơn tôi thưa cho bên chợ anh trở nó xuống đây, nó quỳ gói lại từ như này lại lên anh thằng cái tội gì thưa. Tại bây giờ cấp ban đầu khả nghi con tôi giết con đẹp bán qua Campuchia, nó cái thứ ba nữa là con tôi gửi về hình cái hình gì à, nó chỉ xui vợ con gì vậy nè, bà mới điện lên, bà nói chính nó đi tu nè, bà nói là cái hình ghép anh xui ơi, nếu như cái hình ghép á cộng đồng làm sao kiếm được đẹp, nó nếu thật sự cái hình ghép làm sao cộng đồng mới tìm tòi đi đây đi đó mà để tìm được đẹp. Hình hay là một cái thước phim ngắn, một cái link TikTok là con đẹp ngồi, thằng kia chẳng ngồi mà thằng này nó ngước lên nó thật, thì con đẹp nó khòm xuống, hai đứa nó hôn môi đó. À, đó là thước phim chứ không phải là hình. Dạ. À. Thì cái thông tin ở đây á là như chú quan sát và chú đã thấy á, thì chú nhận xét như thế nào về cái hành vi của con dâu này, là có cái phải là có người con trai bên ngoài cho nên mới đến cái sự việc mà bỏ phòng trọ ra đi không thưa chú? À, anh nói anh hỏi vậy tôi mới nói. Cái con dâu tôi đã nói á, tôi bảo đảm luôn mấy anh. Tôi nói á rồi ở đây á, con với con coi đi, cha con nói có đúng hay sai. Ban đầu á thì con nói á, con đi lang thang, có một anh á, ổng thấy con vậy, ổng vô, ổng thôi con vô cưng vô đây ngỡ đi, từ từ anh kiếm gì chân làm. Sau này con mới khai lỡ đó là con nói á, có một bà chị dắt vô nhà trọ ở thôi, ở ngủ ra đi, sáng chị kiếm việc làm. Con sai, con khai hai điều quá rất là sai. Còn cái thứ ba, con á, những cái lời là con nói với con Trần á, cái xấu á thì con che, mà cái tốt sao con đưa ra. Nó anh công trạng hỏi con á, thấy bán quán sao con không nói, rồi con lên đứng trước cửa nhà nghỉ 30 cái số đó sao con không nói, mấy cái đó sao con không nói, sao con giấu gì vậy? Con nếu mà con tình thật mình sẽ sẻ không nói hết, con giấu công trạng hai cái điểm đó làm gì? Nó chà thắc mắc bao nhiêu rồi. À,
qua cái sự việc này đó thì người tìm kiếm trong cái vụ việc này là vẫn đã là anh Công Trần cũng đã lên nói rồi, và anh Công Trần cũng dắt về và đã lên clip. Thì những người mà tìm kiếm thì qua cái clip và qua chương trình này thì anh em cũng xin cảm ơn rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì có những cái lời mâu thuẫn là giữa chị Điệp là vợ của anh Long, và để làm những cái bậc phụ huynh như bậc làm cha làm mẹ phải rơi nước mắt vì đứa con dâu, và bên cạnh đó là rơi nước mắt vì người con trai. Để, thưa chú thì bao ngày qua thì khi mà sự việc nó đã nổ ra lan tỏa đến cộng đồng mạng và con trai của chú, và để dính vô cái sự nghi ngờ, một cái sự suy đoán của phía bên nhà mẹ chồng, thì chú nghĩ sao về cái vấn đề này? Thì tôi cũng mong á là bây giờ á, con của chị chắc gì rồi, tôi cũng mừng, tại vì mừng là mừng cái con mình nó được thoát. Còn thứ hai đó, tôi không yêu cầu gì hết, yêu cầu á là cái con nhỏ mắt kiến đó là không biết con, chị nói với chị là sao tôi không biết nó, bà thứ năm với hai thằng kia đứng lên cộng đồng nói á là tôi có nói sai nghi quan cho thằng Long, phải bây giờ phải nhờ cộng đồng và phải nói với cộng đồng như thế nào tôi mới chịu. Còn nếu mà mất là gì là tôi không chịu, tại vì á mấy người đó chứng cứ đâu, làm chức phận gì mà điều tra con tôi, là điều tra cái vụ mà nghi ngờ thằng Long giết Đẹp à, là như vậy. Dạ yeah. Còn á mà anh Công Trần anh hỏi á, thằng Long nó quýnh, nó giết, nó xiết cổ, nó cắt cổ con á, sao con không điện gì cho cha mẹ? Cha nói con nghe Đẹp, con đừng có giấu. Thường thường ta nói kim trong bọc lâu ngàn lòi ra con ơi. Mình tình thiệt nói thiệt với con, cha không buồn không giận con đâu. Nó những cái lỗi lầm cha bỏ qua hết, mà phải con phải thể nói thiệt. Tại vì nói thiệt chứ để cho thằng Long nó ra đường để công chiên, ta nói là cái thằng này nó không có giết người, không giết, không bắn vợ qua Campuchia. Con nói á là Công Trần hỏi nó con là con không có điện thoại. Đây. Những cái tấm hình này á con nhìn kỹ coi á, ai đứng mua điện thoại, ngày nào tháng nào nó, mà tại sao con là không có cái điện thoại điện về cho cha mẹ nó, có đâu con coi cho kỹ coi đúng hay sao nó. Con mua trả góp đàng hoàng, đây cái số góp này tiền nè 842.000 nó một tháng nó, con coi kỹ đưa xã ra đừng ấy thông tin. Cái này là Nguyễn Thị Hồng Điệp mua trả góp 6 tháng với cái số tiền là 9.420.000 à, cộng 12 tháng. Thì là cái này là Điệp nói là không có điện thoại để gọi về hả anh hay sao? Anh Công Trạng nói thằng Long nó cổ con, hoặc là lấy dao cắt cổ con, sao con không điện gì cho cha mẹ hay? Nó con không có điện thoại. Nó nhờ cộng đồng với anh Công Trạng nghe em nói á, có đúng hay sai? Đó. Còn nếu mà chị xui tôi mới nói á, cái dãy bên nhà trọ dòng họ bên tôi, bây giờ nếu chị xui không tin, chị lên hỏi nhân chứng vừa rồi đó, không tin người ta nói ra chuyện tin phong, chị kêu người ta làm giấy chứng minh ở xã nào thế nào, rồi đem về xã Vĩnh Thanh á xem xét dò cho kỹ có bà con với gia đình tôi không, toàn bộ là không có. Có là có chỗ này, cái ông chủ nhà trọ đó với cái bà chị hai gục là chỉ có tôi, là hai người chỉ là xui gia thôi. Còn những mà người công chứng ra đó, chị lên chị hỏi đi, người ta nói chuyện tin gì, chị mượn giấy chứng minh hộ khẩu đem về công an xã Vĩnh Thanh cộng lại hỏi ở dưới này có bà con không, toàn bộ là không có. Tôi nói bằng sự thật, tôi nói chị xui vậy đó. Còn cái chuyện mà xui gia mà tôi muốn im lắm chị xui. Mà bữa đó đó, tại sao mà chị, cái, tôi cũng hẹn mời anh với chị với Đẹp xuống dưới đó. Tôi tính tình nghĩa xui gia mình nhỏ nhẹ cho qua thôi. Rồi hai đứa tôi hỏi con Đẹp từ đầu tới sức, coi sự việc có làm sao mà con đi như vậy, có ai lừa gạt con không. Mà tôi hẹn, tôi điện anh xui báo không đặng. Mà góp cuộc anh xui với xui dắt Đẹp lên xe, không điện tôi tiếng nào. Nó chị coi có đúng hay sai. Còn cái sự việc như thế này, em muốn hỏi anh như cái clip mà em có theo dõi được bên kênh YouTube hỏi bé Điệp là có đi theo trai hay không á, nhưng mà bé Điệp trả lời có, thì anh nghĩ sao về cái câu trả lời của con dâu của mình? Rồi anh nói em nói đây, tôi lên clip này chỉ xui với con dâu tôi với coi á, ráng coi những lời tôi nói. Nếu như con tôi, con Điệp á, là con dâu tôi, là con của chị, nếu như con á mà nó lỡ xa bước đường này đó, mà con dâu tôi biết chuyện phải không, lên đây đi coi thằng ông và chồng á nó đối xử con dâu như thế nào, yêu cầu con dâu lên đi. Tôi những cái chuyện bỏ qua hết, đó là tại vì thương dâu quá bỏ qua hết. Còn chuyện hai đứa nó ở hay là không á, tùy theo hai đứa nó, tôi không ép buộc nó. Tôi nói những lời này chỉ xui với con Điệp với con nghe,
chị cũng gắng mà xem xét lại. Nếu mà người ta đồn đãi hoặc là bắt ở trong nhà trọ thì tôi có không biết, yêu cầu con Điệp lên nói tôi một tiếng thôi, những lỗi lầm của con cha bỏ qua hết. À, là ý anh là giờ á, là dù bé Điệp có theo trai đi chăng nữa thì coi như anh vẫn bỏ qua hết, yeah, để cho coi như con cái có hợp được với nhau thì nó về nó chung sống với nhau, còn yeah, anh cũng không có để ý tới những cái chuyện đó, đúng yeah, không? Dạ, yeah. Tức là cái sự mà hai đứa nó ở với nhau hay không thì là mình cũng không ngăn cản, đúng không? Dạ, yeah. Nhưng mà cái điều mong muốn của như cha chồng rồi mẹ vợ thì đôi lúc là cũng muốn là cái hướng mà hai đứa nó có thể là về với nhau để mà nó lại chung sống, để mà lo cho con cái. Yeah. Nhưng cái câu chuyện nó đã xảy ra như thế rồi thì bây giờ là cái sự quyết định là của hai đứa. Dạ. Yeah. Còn cha mẹ thì không cấm cản điều này. Dạ. Yeah. Yeah. Thì những cái câu chuyện mà nó đã bùng nổ ra như vậy rồi thì mình đã là bức xúc về những câu nói, rồi bức xúc về nhiều mặt nữa. Thì bây giờ anh Bình á, thì cũng như bên nhà vợ thì trước hết là anh Bình thì muốn giải quyết cái sự việc này nó tiếp theo là như thế nào, thì anh Bình cho khán giả cũng như tụi em biết rồi. Thì tôi nói với anh em cộng đồng mạng, với tôi lên clip này cho xui với nghe những lời tôi nói. Bây giờ cái chuyện tình nghĩa xui gia mình hồi đó tới giờ là hai đứa nở 6 năm rồi, chưa có một tiếng nào mà mất lòng để xui gia. Bây giờ tôi mong là cái chỗ tình nghĩa xui gia mình, hai đứa nở mở là quyền của nó. Tôi muốn là tình nghĩa xui gia mình giải quyết một cái mộc cho nó gọn, khỏi ai mà lên đâu ai chị lên hay là tôi lên thì khỏi. Giờ tôi muốn mong là anh với chị với con Đẹp để mà mình giáp mặt với nhau mà nói một cái mộc là dứt khoát rồi. Là mong muốn của anh là bây giờ là muốn giải quyết, yeah, cho nó êm đẹp, yeah, giữa hai bên xui gia, yeah, là bây giờ nếu mình xuống đó hay là gia đình đó lên đây, cái chuyện mà hai đứa nhỏ á, cái sai cái đúng á mình nắm chưa có được 100%, chỉ là 90% thôi. Bây giờ á, cái chuyện con Đẹp vậy á là tôi khẳng định nó là có đúng, vẫn cũng vẫn có sai, mà cái sai thì nó ít nó có đúng. Còn xét ra cái thằng con tôi á, vu oan cho con tôi á, cái kiểu này là lớp cái vu oan, cái chuyện như này là phải là chuyện nhỏ. Nếu mà anh xui chị xui á, có nghe cái này á, là tôi mời anh xui chị xui á với con Đẹp lên tôi cho tôi không xuống dưới. Tại vì con tôi á, tại vì bên chị nghi oan con tôi giết người này á là sao, để mà công an điều tra bắt vô quýnh con tôi đó, rồi bên chị có mắc lòng hay không, nó chị xem xét đi. Con tôi là cũng có đúng cũng có sai, mà con của chị cũng có đúng có sai, mà con chị là 90% sai. Rồi cái câu chuyện này mà cứ ai cũng giành phần đúng thì không biết là ai đứng ở giữa để chịu phần thiệt thòi này. Nếu như mà chị giành bên chị đúng, chị bên con thì chị nói vậy, còn tôi cũng giành bên con tôi nói đúng, thì nếu mà hai bên đều vậy nhờ vô pháp luật giải quyết. Là cái điều đó nếu xảy ra nữa thì sẽ mời pháp luật. Dạ. Còn cái điều mà nghi ngờ Long giết người nữa thì nếu như mà cái sự việc mà nó căng thẳng hơn nữa thì anh có là muốn kiện hay là đi ra pháp luật không? Bây giờ nhưng là tôi cũng nói đó, mời anh xui với anh Đẹp lên đây, xui ra mình bàn thảo thẫn đi. Còn cái chuyện con dâu tôi bỏ hết. Nó còn nếu mà bên chị hoặc là bên con cậu mở dựng Đẹp á, nếu mà lên nữa á, là cái này tôi làm đơn thư thẳng luôn. Tôi thưa là thưa, không phải là thưa là con dâu tôi theo trai. Tôi thưa là bên chị á, là bên bà Năm với ông mấy ông kia đó, là vu khống cho con tôi á, là giết con Đẹp, có liên lạc với đường dây bán qua Campuchia. Là anh đang bức xúc về cái điều đó. Dạ. Yeah. Còn mọi cái việc mà nói bé Điệp bỏ đi mà thấy ở phòng trọ thì coi như là cái việc đó mình cũng dù gì được, đúng không? Yeah. Nhưng mà cái sự việc mà nghi ngờ thì nó có thể là liên quan đến cả một đời người. Yeah. Rồi ảnh hưởng đến gia đình nữa. Yeah. Thì cái đó là mình cũng muốn là giải oan cho anh Long. Yeah. Nếu giải oan không được nữa thì mình phải nhờ tới pháp luật. Nhờ tới pháp luật. Yeah. À, thì cái mong muốn mình là muốn gia đình hai bên hòa thuận thôi. Hòa thuận giải quyết với nhau. Yeah. Rồi nếu ai sai thì xin lỗi. Yeah. Như là xong. Ý anh là vậy, đúng không? Yeah. Vậy là bây giờ là hiện tại là anh em tụi con có mặt nhà chú để ghi hình chú rồi, như là những lời chú chia sẻ, và anh em mình sẽ có một chuyến đi để mà gặp bên kia. Thì bên phía bên vợ của Long cũng như là phía bên mẹ vợ để là ức giáp hai bên. Thì thật sự ra anh em có mặt ngày hôm nay á, thì chỉ có một điều duy nhất mà anh em tâm huyết là để cho muốn cho gia đình hai bên hòa thuận với nhau,
trên con đường sinh sống và để trả lại sự oan ức dành cho anh Long là người nam thanh niên trong vụ việc này, đúng không thưa mấy anh? Dạ thì mấy anh có những lời nào muốn hỏi thêm không thưa anh chủ? Nói chung là giờ thì cái sự việc nó xảy ra như vậy thì cũng không ai mong muốn. Cái thứ nhất thì cũng mong muốn là bên gia đình hai bên là cũng có một cái cuộc trò chuyện hai bên cho nó được giải tỏa bớt cái tâm lý. Mà bên phía anh Long hiện tại bây giờ là chịu những cái tai tiếng là bán vợ qua bên Campuchia rồi giết vợ này kia là bên ngoại là nghi ngờ, thì anh đây cũng đang rất bức xúc về cái điều đó. Đây là bậc làm cha làm mẹ đó. Đúng rồi, nói chung là thấy nghe thấy cái tai tiếng của con mình như vậy á thì cũng buồn lo. Thứ nhất là cái điều kiện kinh tế là nó cũng không được khá giả, thì cái em cũng có nghe nói là cái khi mà anh nghe cái câu chuyện mà con mình bị như vậy á thì anh lấy cái chi phí ở đâu anh lên thành phố? Rồi nói chung ra thì bữa nay anh em cộng đồng xuống tặng gia đình tôi, vợ chồng tôi, nó trước mắt anh em luôn những lời tôi nói ra, anh em có thấy tai vẫn nghe. Nói gia đình tôi vậy đó thì có hai đứa con, thằng Long thì thứ hai, con nhỏ gái thì thứ ba. Nó là từ đầu hồi tôi ở với mẹ thằng Long tới giờ là không có cục đất nào, chỉ có miếng đất nhỏ bày vợ cho ở thôi, còn đất ruộng làm để mà kiếm tiền xài là không có. Là tôi đi bằng mướn mà đi xịt thuốc với sao phân mà nghe con dâu vậy á đi hỏi tiền tháng người ta, mà anh em bà con cô bác có thấy không, đi hỏi tiền tháng á, mình hỏi á tại sao mà không có, mà có mà lâu, tại vì người ta thấy mình nghèo không có tiền để mình trả. Còn những người nhà người ta giàu, người ta mới gia đình tới muốn càng, người ta là mày đưa ta 50 triệu người ta đưa liền. Còn mình loại mình nói năng nỉ ơi, bởi vì nghe cái tin con dâu tôi vậy đó tôi cũng nóng ruột lắm, mà không có tiền chờ hỏi năng nỉ người ta 3 ngày mới có. 1 tháng vậy á người ta đưa mình 200 ngàn tiền lời, 1 tháng là 1 triệu là 200 ngàn tiền lời, mà hồi đi tới giờ á là 10 triệu rồi. Nó bây giờ mỗi một tháng gì đóng 1 triệu là 200 ngàn, nó cũng gắng mà đi tìm kiếm cho con dâu mình để lấy làm gì. Thứ nhất được con dâu mình rất là mừng, thứ hai nó lại xui gia nó không có mất lòng, còn thứ ba để giải quan cho con mình để mà nó ra đời, để nó gửi tiền về trong già nó. Còn những cái chuyện mà đồn đãi con tôi á, qua Campuchia bán thẳng, nói thẳng một câu cho anh em cộng đồng nghe luôn, tại vì thằng con tôi thương vợ quá màng không được, là không màng được là cái chỗ này đi lên chợn á màng á, coi màng công ty trước kia khi á màng công ty là quán mua thưa gì mà điện bên Nhật á, công ty Nhật á, là con nhỏ này nó điện về lần liền nè, mà màng công ty mà hỏi anh em á về liền ai công ty nào nhận thì bắt buộc công ty nó đuổi nó nghỉ. Rồi nó xin ra màng hồ giết, rồi thời gian con nhỏ này á thì nó buôn bán gì đó, rồi có đâu có tiền mà trả nhà trọ người ta. Cái tiền nhà trọ hiện giờ là bà chủ trọ bà điện về tôi bà đầu là 3 tháng 20 ngày là tiền trọ, còn cái tiền mà ăn uống chia phí bột ngọt nước mắm nước màu gì không biết hết thảy là bà 6 triệu mấy. Rồi con nhỏ bán gà bán gác 1 triệu 8, nó là hồi đó 3 tháng trời là hai đứa không có trả. Thì tôi làm cha làm mẹ thì cũng gán mà mằng mướn người ta, cũng sức tiền gửi lên trả cho bà con người ta nó. Còn đồn đãi con tôi ra bang xong chia bán thẳng, nó không quan tâm, đừng nên đồn, tại vì nó thương vợ nó, tiền bạc không có, nó sức bản thân ra nó bán thẳng để nuôi vợ nuôi con nó, chứ đừng có đồn đó. Nếu mà đồn tôi vẫn không sợ, tại vì nó thương vợ nó mà không có tiền phải bắt buộc bán thẳng nuôi vợ. Cũng có cái lý của nó, rất là các khi mà hai đứa đó mà rời nhà ra đi lên trên thành phố Bình Dương á để làm á, là có hay điện về cho anh chị không? Không luôn, hai đứa luôn, cả tôi cả bên tôi bên xui luôn, điện không được luôn. Rồi lâu lâu có 5-10 bữa hoặc là nửa tháng 1 tháng vậy đó tôi điện chứ chúng chị xui, nó chị xui ơi sao mà hai đứa này điện không được, cái chị xui nó tôi điện không được nó xui ơi. Rồi cái lâu lâu á thì cái nó mới điện trên lô á, điện trực tiếp với con nhỏ em vợ nó đó. Rồi em vợ nó mới điện về cho bà vợ nó là nhỏ con điện về cho mẹ nó đó, nói con chỉ con Ngọc điện được thôi. Nó là 3 tháng mấy nay là từ ngày mà con Điệp mất tích á là xin cái số điện nó mới được. Vậy là lúc ban đầu tiên đi là coi như là đi bao nhiêu tháng là điện không được. Điện được là đến khi mà xảy ra chuyện là lý do gì chú biết? Tại vì cái con nhỏ em vợ của nó á, hai đứa nó kết bạn cái gì đó là tôi thật tình là dốt nát không có hiểu. Rồi hai đứa kết bạn cái sao á, rồi cái cho cái số của con nhỏ em vợ nó, cho số bà vợ nó, rồi bà vợ nó nói anh xui ơi, anh có điện cho thằng Long Điệp là điện cái số này nè,
nó gọi máy điện nó được cút hay cút vậy đó, lại quay thì ngang thời gian sau thì hai đứa nó lục sục là sồi vậy đó. Dạ, là đi mấy tháng chú? Ba cái bữa đó là bà trọ nó là nó thiếu là 3 tháng 20 ngày tiền trọ đó. À, từ lúc đầu lên tới giờ luôn. Dạ. Là khi mà lên được sống rồi khoảng gần 3 tháng là nó xảy ra chuyện. Dạ. À, rồi khi mà biết được cái sự việc là chú rất là lo lắng đúng không? Lo chứ. Dạ. Nhìn thấy không biết là anh Tuấn có những lời nào muốn hỏi. Thì cũng chẳng có gì phải hỏi thêm nữa, thì cái câu chuyện này nó như vậy rồi thì mình tiếp tục Dạ. Rồi bây giờ như thế này, anh em tụi con cũng đã phỏng vấn chú và chú đã chia sẻ hết nỗi lòng của mình. Bên cạnh đó thì điều mong ước của chú là lớn nhất trong cái phút giây giờ này là muốn cho hai bên là hòa thuận với nhau để hai bên không nói gì nữa, để cho hai bên làm ăn cũng như là cho con của mình được dễ ăn và con dâu đã được về an toàn rồi. Đúng không thưa chú? Rồi. Và bây giờ là nếu ví dụ như tụi con qua bên đó gặp chị xui của chú, thì khi mà tụi con anh em tụi con đã bàn bạc với nhau xong, thì bên đó ví dụ như lỡ khi bên đó không có đồng ý qua bên đây, thì bên đó là mời chú và gia đình chú và Long qua bên đó, thì liệu chú có đồng ý qua hay không thưa chú? Nếu như á mà tôi á, gia đình tôi xuống dưới á, là tôi nói cho xui nghe, vợ chồng con cái tôi xuống á, là chị kêu tôi vợ chồng con cái tôi xuống, chị suy nghĩ kỹ đi, thằng Long đúng hay là Long sai thôi, chị nói một câu thôi, thằng Long đúng hay là Long sai. Nếu như thằng Long mà nó đồng, nó mà nó sai mà nó giết người đó, chị khỏi nói, tôi cũng sẵn sàng quỳ gối xuống với chị nữa. Còn mà chị coi đi, còn chị hỏi con đẹp đi, những cái chuyện mà đi mà rước con đẹp vậy bên nhà trọ đó, anh chị chưa lên tới phải không? Tôi biết những cái đường dây máu nhợ sắp xếp cho con đẹp nói với anh Công Trần sao. Nói mà tôi coi dưới này nè, tôi nói tình chị á, Công Trần hỏi là con đẹp không trả lời được, ngập ngừng một hồi nó mới được. Nó là cái chuyện này tôi bảo đảm với chị á, rước con đẹp qua đêm đó đó, lại có những sắp xếp dạy cho con đẹp nói. Nó còn cái mà nếu mà chị nói kêu tôi gia đình tôi xuống với chị, tôi không xuống. Tại vì sao? Con tôi đâu có gì mà tôi xuống với chị. Con của chị sai, nó chị dắt lên đi, tình nghĩa sao gia mình ngồi nói chuyện êm đẹp. Con dâu tôi những lỗi lầm tôi bỏ qua hết. Là chú vẫn giữ một cái lập trường là như thế nào đi nữa, thì nếu tụi con xuống dưới bàn bạc là chú cũng rất là muốn là ở dưới chị xui lên chú. Dạ. Chứ bây giờ là nếu mà hai bên gia đình mà cứ bên này xuống bên kia lại đòi lên, rồi cứ hai bên cứ làm qua làm lại rồi là bên nào phải có một bên phải hạ xuống để mà giải quyết cái sự việc này trắng đen. Nếu ví dụ như hai bên là giờ chú không muốn xuống dưới thì bên kia lại không muốn lên chú, thì tụi con bước đường cùng, thì tụi con sẽ hẹn ra trung tâm là một cái quán nào đó, quán cà phê hoặc quán nước nào đó, để cho hai bên gia đình gặp nhau ở giữa trung tâm rồi, để đại khái là không ai lên ai và cũng không ai xuống ai rồi, để gặp một cái quán để mà giải quyết cái câu chuyện này đến một hồi kết thúc rồi. Chú đồng ý không? Đồng ý. Dạ vâng. Vâng, đó là cái câu trả lời của bên chú. Và tiếp tục cái chương trình này thì cũng cảm ơn chú đã chia sẻ và những anh em đồng hành với Hình Vi ngày hôm nay, là có anh Thành Trung TV nè, Hải Đoàn TV và anh Tuấn và Lê Cam. Thì bốn kênh YouTube sẽ làm cái sự việc này đâu ra đó và đem một cái kết thật là viên mãn. Mong cô chú và các anh chị hãy đón xem hành trình của những anh em của tụi em ạ. Em xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Dạ vâng, thì vừa rồi đó là cũng là cái lời chia sẻ của ba của Long đó cô chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ thì ba cũng rất mong muốn là giải cái oan cho con trai của mình, là bị bên phía gia đình nhà vợ nghi ngờ bán bên Campuchia, cũng như là giết vợ để làm một cái chuyện gì đó động trời. Nhưng mà thực sự đến bây giờ vợ của Long cũng đã được bên phía gia đình nhà vợ đón về nhà, thì trắng đen thì Long thì không có làm những cái chuyện đó, thì bên phía gia đình của anh cũng đang rất bức xúc và mong muốn là lấy lại cái công bằng cho con trai của mình. Thì anh em của Thành Trung cũng lên đây ghi hình chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị, thì cũng mong muốn rằng cô chú anh chị là những người theo dõi câu chuyện, là những người công tâm nhất trong cái sự việc mà đang diễn ra. Thì Thành Trung cũng xin tạm dừng cái video ở đây để hẹn tất cả cô chú anh chị vào những cái video tiếp theo của Thành Trung trong cái câu chuyện này, và cũng mong muốn hai bên gia đình sẽ có một cái kết quả thật tốt đẹp và Long sẽ được minh oan. Nghe cô chú anh chị, thì Thành Trung cũng xin tạm dừng video ở đây. Hẹn tất cả cô chú anh chị vào cái video sau của Thành Trung nha cô chú anh chị.